Dạ, kính chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay đến bãi biển của cô Hằng ở Bình Tân, Vĩnh Long. Thì hôm nay mời cô chú bác anh chị em mình vô lưu khí gần cô chú bác anh chị em. Giờ giá mềm dễ chơi. Hôm nay trời cũng mưa hơi tối thì mong cô chú bác anh chị em mình thông cảm. Rồi cũng xin rất vui được chào đón cô chú bác anh chị em nha. Rồi, thường lệ thì hàng ngày thì cũng có các bạn hiểu đây cho cô chú bác mình xem. Đó. Có số điện thoại luôn ha. Rồi bắt đầu mình vô clip ha các chú bác anh chị em ơi. Thấy gần rất là nhiều luôn á. À, Bình Tân Vĩnh Long thì riêng là kế không ha. Rồi con chào cô. Chào Linh nè. Dạ chào cô chú trên mọi miền đất nước à. Hôm nay mới về lô khế được 21 cây. Xin giao lưu vừa cùng cô chú bác ạ. Dạ ảnh đằng xa. Dít vừa rồi cảm ơn cô chú đã ủng hộ giùm em rất cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu mình vô cây thứ nhất luôn hả cô? Dạ. Rồi trước khi vô thứ nhất cho con số điện thoại nha. Cho dạ, con số điện thoại vô luôn. Là 0767 5524 992. Khế gần Bình Tân Vĩnh Long một cô chú ơi. Rồi cái mã số 1 của chú bác anh chị em ơi. Dạ. Ồ, cây này rất là quái luôn. Cái dáng bài luôn. Rồi, cho con nông số luôn. Dạ, mã số 1 Quỳnh Thân là 32 cô chú ơi. Quỳnh Thân 32. Chiều bay là 75. Chiều bay 75. Chào. Chiều cao là 60. Dạ, chiều cao 60. Rồi quay con dòng. Dạ, mã số 1 này giao lưu với cô chú là 2.100.000. 2.100.000. Dạ bao sóng bao xếp luôn cô chú ơi. Rồi, bao sóng bao xếp Trung Quốc luôn cô chú anh chị em ơi. Dạ cây luôn rồi. Rồi đổi cây cho con luôn ạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cái mã số 2. Rất là già cây luôn nha. Dạ. Chú anh chị em. Cái này bày khế gì về đã u nặng hết trơn cô chú ơi. Dạ bao sống bao xếp đi nha cô chú. Rồi bao sống bao xếp luôn rồi cho con thông số luôn. Cái gân là cái chua nha cô chú anh chị em. Cái xài lắm. Dạ một cụm nó là 44 cô chú ơi. Rồi cụm 44. Một thân đó là 29. Rồi, thân 29. Cao. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Dạ mã số 2 này giao lưu với cô chú là 1.900.000 cô chú, bao sóng bao xếp luôn cô chú ơi. Rồi, 1.900.000 cái mã số 2, bao sóng bao xếp luôn đồng quốc. Cái gân Bình Tân Vĩnh Long cô chú. Dạ, đổi cây cho con. Rồi, cái gân Bình Tân Vĩnh Long. Đổi cây cho con chú ơi. Tiếp theo cái mã số 3. Rồi, cái cây khế này là quái này cô chú. Một cây dán bay luôn. Trực. Dán bay cũng được, dán đổ. Dán được, dán trực cũng được luôn, cắt mình cắt 2 3 thế luôn ha. Cắt sẵn vậy đó về cô chú khỏi cắt để vậy đó cô chú chơi luôn. Nó ra rồi cô chú sửa tai chi luôn khỏi cắt. Đã cũ luôn ha. Đang gút hết. Dạ. U nặng luôn chú anh chị em ơi. Nó dài dữ lắm rồi chú ơi. Rồi cho con thông số luôn. Dạ Hoành Thân là 29 cô chú ơi. Hoành Thân 29. Dạ chiều cao là 54. Chiều cao 54. Dạ mã số 3 này giao lưu với cô chú là 1.800.000 bao sóng bao xếp luôn cô chú. Rồi đổi cây cho dạ, con. Dạ cái gân Bình Tân Vĩnh Long cô chú ơi. Mã số 3. 8.000 bao sắp bao xếp luôn. Rồi. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 này cũng quái nha. Cái ghế rất là nằm dài luôn. Này mình chơi hàng hộp xoài. Cô chú muốn chơi á. Đó cô chú cầm cái chậu vuông kìa. Chậu. Để nó nằm gì đó, đẹp. Một cái chậu vuông hay là chậu hình hộp xoài cũng được, bự cũng được ha chú bác em.
mấy nhánh đó là trái trái rất lòng thòng đẹp lắm đó, gần quốc khách dài rồi cho con thông số luôn. Cái mã số 1 người chú anh chị em cái gần hoành thân đó 32, hoành thân 32. Rồi chiều cao lại chút xíu của chú anh chị em ơi. Chiều cao là 86 của chú ơi. Chiều cao 86. Và mã số 4 này giao lưu với cô chú là 2.200.000. 2.200.000 cái mã số 4. Xếp luôn cô chú ơi. Rồi bao sóc bao xếp luôn. Cái cân mình tăng Vĩnh Long rất là già cây luôn của chú anh chị em ơi, cái già luôn nha. Rồi đổi cây cho con luôn à. Rồi tiếp theo cái mã số 5 cũng luôn ha, này một cụm kính rừng luôn của chú anh chị em ơi. Này nó già nó nổi meo nổi móc hết trơn chú ơi. Rồi cho con thông số luôn, này nguyên cụm luôn nha chú anh chị em. Dạ hoành nó là 42. Hoành 42. Chiều cao nó 74. Chiều cao 74. Dạ mã số 5 là giao lưu với cô chú là 2.200.000 bao sống bao chết luôn cô chú. Dạ rồi, cây gan bình tâm 5 cô chú ơi. 2.200.000 thì mã số 5. Bao sống bao ship luôn. Rồi đổi cây. Rồi đổi cây luôn. 2.200.000 cái mã số 5. Giờ tiếp theo cái mã số 6. Cái đó rồi đó. Dạ rồi. Mã số 6. Rồi cái mã số 6 của chú anh em ơi. Này như con thú nó ảnh ngược nha cô chú. À, con thú ảnh ngược. Nó ảnh nó quay đầu lại cho chú ơi. Đây này đẹp. Đẹp ha, cái này nguyên cánh gừng luôn. Để nở luôn. Cái này đang hoành thân rồi hả? Nguyên cục đó đây. Dạ hoành thân nó là 49. Rồi cụm hoành thân 49. Một thân nó 23. Một thân 23. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Dạ mã số 6 là giao lưu với cô chú là 2.100.000 nha cô chú. Rồi 2.100.000 cái mã số 6 của chú bác anh chị em ơi. Cái gan bình tâm dữ lắm nha cô chú. Rồi đổi cây cho con. Cây này nó đẹp lắm, quái lắm nè cô chú. Ai sở hữu cây này đẹp lắm nè. Rồi tiếp theo cái mã số 7. Cây mã số 7. Ôi loại số 7. Cây tiên lên nó sẽ. Rồi đợi chút xíu cô chú bác anh chị em. Rồi tiếp theo cái mã số 7. Ồ, cái này cũng dán vào bài bài ha, lắc lắc. Rất là già cây luôn. Đây là mã số 7 nha cô chú. Này nó có cái dáng bay. Rồi cho con thông số luôn. Dạ hoành thân nó là 36 của chú ơi. Hoành thân 36. Thì bay là 74. Bay 74. Dạ mã số 4. Số 7. Số 7. Giao lưu với cô chú là 1.900.000 cô chú. Rồi 1.900.000 cái số 7. Dạ khái găng bình tâm Vĩnh Long cô chú ơi, bao sống bao xếp luôn cô chú. Rồi số 8. Rồi đổi cây lên số 8 chú anh chị em ơi. Rồi đợi chút xíu cô chú anh chị em. Để đợi cho này đi gần chút kéo. Rồi tiếp theo một cái dáng bay số 8 luôn. Rất là đẹp luôn, dạ cây gan guốc hết, u nặng luôn các chú anh chị em. Cái này
nó dài dữ lắm nghe cô chú. Mã số 8. Những bài đẹp nha. Dạ hoành thân nó là 34 cô chú ơi. Hoành thân 34. Giáp bài nó là 73. Giáp bài 73. Rồi giao luôn cái mã số 8. Mã số 8 là giao lưu với cô chú là 1.900.000 nha cô chú, bao sống bao xếp luôn cô chú ơi. Rồi 1.900.000 bảo xong bảo ship luôn, một chiếc bay rất là đẹp luôn. Rồi đổi ngay cho con. Rồi tiếp theo cái mã số 9. Đây là mã số 9 của chú. Đây là cái hồi đầu của chú rồi. Cái hồi đầu luôn. Con này hả cô chú, cái gì che dán đổi cũng được chứ. Rất là đẹp lun ha. Yeah. Cái số 9 này cũng đẹp nha, già cây luôn ạ. U nặng hết nha cô chú anh chị em. Nó già dữ lắm rồi cô chú. Nhắc lại cái răng thấy chuông nha. Dạ hoành thân nó là 37 cô chú ơi. Hoành thân 37. Dạ chiều cao là 67. Chiều cao 67. Dạ mã số 9 này giao lưu với cô chú là 1.900.000 bao sống bao xếp luôn nha cô chú. Rồi bao sống màu ship luôn. Màu kiều 9 nha, 100 ngàn cái mã số 9 luôn. Rồi đổi cây cho con. Tiếp theo cái mã số 10. Wow, cái này quá trời cái này. Bá luôn ha. Đang săn lắc lượng luôn. Nó như con thú hồi đầu nha cô chú. Giống con thú hồi đầu luôn ha. Chỗ này nó muốn tạo cho nó cái này. Quái quái u nần hết. U nần nó cô chú ơi, nó già dữ lắm. Để nở luôn. Dạ. Rồi cho con thông xấu luôn. Dạ hoành thân đó là 29 cô chú ơi. Hoành thân 29. Dạ chiều cao là 48. Chiều cao 48. Dạ mã số 10 này giao lưu với cô chú là 1.800.000 bao sống bao xếp cô chú ơi. Rồi đổi cây cho con. Cái mã số 10 này cô chú về để dặn bonsai đẹp lắm cô chú. Mã số 10 1.800.000 luôn, bao sống bao ship, rồi đổi cây cho con. Rồi đổi cây. Tiếp theo cái mã số 11. Đổi cây. Rồi tiếp theo cái mã số 11 cho chú anh chị em đợi xíu. Một cây dáng bay nữa luôn. Dáng bay dáng đổ cũng được nha cô chú. Trời cô chú ơi nó già nó nổi nè. Cái lô khế này nó già dữ lắm rồi cô chú ơi. Đó. Một lần hết trơn già luôn nha chú anh chị em. Dáng bay dáng đổ luôn, cái bay đẹp hơn. Dạ hoành thân nó là 33 cô chú ơi. 33, hoành thân. Chiều bay nó là 67. Chiều bay 67. Dạ mã số 11 này giao lưu với cô chú là 1.800.000 bao sống bao xếp luôn cô chú. Rồi 1.800.000 mã số 11 bao sống bao ship luôn. Một cây dáng bay rất là đẹp mã nha. Mã số 12 đổi cây. Rồi đổi cây cái mã số 12. Đây như hình con thú nằm đó nha cô chú. Có đuôi nè, có tai chân, có đầu này riêng. Nó già cây. Rồi một cây dáng bay luôn. Hồi đầu có hết. Đó đó đây, cục này à đúng rồi. Hoành thân 3. Hoành thân là 31. 31. Chiều bay là 73 cô chú ơi. Rồi, 73. Dạ mã số 12 này giao lưu với cô chú là 1.900.000. Rồi 1.900.000 cái mã số 12 của chú bác cho em ơi. Bao xếp nha cô chú ơi, thấy gần bình tân vô chú. Rồi đổi cây luôn. 0767524992 là số điện thoại giao lưu. Rồi tiếp theo cái mã số 13. Wow, một cục luôn.
luôn rồi cô chú anh nè. Một con đế mà nó chia ra ba thân cô chú ơi, hạnh đi tam tài như chú. Có đẹp ha. Nó như thú nằm dưới rồi bắt đầu chia ra cái giòn. Có tai, có đầu. Nó bóng. Có đuôi luôn cô chú. Mà hắn mất luôn. Rồi bó tay đấy bạn im lắm à. Hoành thân. Dạ, hoành thân là 44 cô chú ơi. Rồi, hoành thân tại với 44. Dạ, chiều cao là 46. Chiều cao 46. Dạ, số 13 này giao lưu với cô chú là 2.300.000 bao sống bao xếp luôn cô chú. Số đang Bình Tân Vĩnh Long cô chú ơi. Rồi, cái này nó cây. Này về nó dài dữ lắm rồi cô chú ơi. Rồi, cái cây mã số 14. Đó. Đó, nó mập mập như con thú nằm đó nghe cô chú. Má trời, như một con thú nằm luôn ha. Trắng bay luôn ha. Bay hay lắc hồi đầu luôn. Vì để gì nè, về cô chú muốn chơi giáp nào thì cô chú tạo muốn chơi. Cái đế là quá bự luôn của chú bác chị em. Đế này nó bự lắm. Dạ, hoành thân nó là 30. Hoành thân 30. Chiều cao là 79. Chiều cao 79. Tán ngang nó là 43. Hoành bầu 43. Đấy. Dạ, mã số 14 này giao lưu với cô chú là 2.400.000 bao sống bao xét luôn nha cô chú. Rồi, 2.400.000 mã số 14. Mã số 15. Theo cái mã số 15, một cây giáng bay nó luôn. Rồi, đợt này về giáng bay không rồi cô chú ơi. Cuối rồi nha vậy. Khi nào cuối? 15. Cái này là cái số 15 cũng là của clip nha chú anh chị em. Một cây giáng bay luôn. Này clip này giáng bay nhiều lắm nha chú anh chị em. Đến gần. Dạ, hoành thân nó là 32 cô chú. Hoành thân 32. Dạ, chiều cao là 58 cô chú ơi. Chiều cao 58. Dạ, mã số 15 này giao lưu cô chú là 1.800.000 bao sống bao xếp luôn cô chú. Mã số 15 1.800.000 bao sống dạ, bao xếp luôn. Dạ, cây cô chú ơi. Rồi. Rồi cũng cây cây là cuối cây mã số 15 là cuối clip. Chưa chưa. Rồi rồi. Rồi có clip ha cô chú anh chị em ơi. Dạ. Cuối clip em xin chúc cho bà con trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe, đã làm ăn phát đạt phát tài, đã ủng hộ em những clip vừa qua thành thật cảm ơn. Rồi xin cảm ơn cô Hằng chia sẻ. Rồi cảm ơn cô chú bác theo ủng hộ bài kiện của dì Hằng ấy Bình Tân Vĩnh Long nha. Này khi gần. Rồi xin chào luôn cô chú bác anh chị em ơi.